Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày 1 tây tháng 11. Thì chúng ta đã chính thức bước vào tháng 11 và cái tháng 10 cuối cùng là một tháng mà Bitcoin có cái sự tăng trưởng rất là tốt. Các bạn có thể thấy được là chúng ta nhìn vào cái biểu đồ nến tháng đi. Chúng ta chuyển qua biểu đồ mỗi một cây nến là một tháng. Thì các bạn thấy được là tháng 10 là một cái tháng mà chúng ta thấy giá của Bitcoin có một cái nến xanh rất là dài. Chúng ta hãy nhìn vào cái phần trăm tăng trưởng trong tháng 10 mới đây của Bitcoin thì các bạn thấy được là chúng ta bắt đầu ở cái mức là khoảng trên 10.000 đô và chúng ta kết thúc cái tháng 10 ở cái mức là khoảng 13.800 đô ở mức hiện tại thì các bạn thấy được là Bitcoin đã có cái sự tăng trưởng trong vòng tháng 10 là 27,8% 28% là một cái sự tăng trưởng rất là đáng kể trong khi mà chúng ta cũng đã nói tới trước khi chúng ta bước vào cái tháng 10 đó chính là đây là một cái tháng mà có cái sự dao động rất là lớn tại vì sao tại vì khi mà chúng ta nhìn vào thời kỳ bây giờ thì có rất nhiều điều đang xảy ra Các bạn thấy được là chúng ta vẫn thấy là chứng khoán không có được tốt lắm Chứng khoán Hoa Kỳ Trong vòng mấy ngày qua các chỉ số đều đi xuống Như là chỉ số Dow Jones, S&P 500, Nasdaq đều đi xuống Và hiện bây giờ thì thì trường hợp đồng tương lai của chứng khoán vẫn chưa có mở cửa thường là chiều chủ nhật mới là mở cửa nhưng mà thời điểm bây giờ thường thì nghĩ là khi mở cửa là sẽ là một màu đỏ tại vì sao tại vì các bạn thấy được chúng ta lại tiếp tục nhận được nhiều cái thông tin không tốt liên quan tới dịch bệnh như là các bạn thấy được là thông tin mới nhất liên quan tới nước anh à, lại sẽ đưa ra những cái quyết định là bắt đầu tuần này là sẽ đóng cửa tạm thời cũng tương tự như các bạn thấy được là cái tin tức liên quan tới nước đức tin tức liên quan đến nước pháp và cái điều này thì đương nhiên sẽ có cái sự ảnh hưởng đối với nền kinh tế chúng ta sẽ cùng nhau xem xét vật vấn đề này một lát nữa. Nhưng mà chúng ta hãy trở lại nói về tình hình của Bitcoin tại vì đây là một chuyên điều mình thường nghĩ là rất nhiều bạn quan tâm đến. Thì các bạn thấy được là Bitcoin liên tục muốn thử lại cái mức là 14.000 đô và thử rất nhiều lần và thậm chí bây giờ các bạn thấy được là cái mức 13.800 đô Bitcoin chạm liên tục mấy ngày qua và cho đến ngày hôm qua các bạn thấy được là Bitcoin đã qua cái mức là 14.102 đô chúng ta đang nhìn vào biểu đồ đánh ngày trên sàn Coinbase thì khi mà chúng ta nói tới Bitcoin ngày hôm qua đã chạm cái con số là 14.102 đô Thì có thể là nhiều bạn chưa có hiểu được cái tầm quan trọng của cái mức giá này Tại vì khi chúng ta trả về thời gian các bạn thấy được là cái lần cuối cùng Mà Bitcoin chạm cái mức 14.100 đô là cuối cái thời kỳ tăng trưởng của cái đợt tăng trưởng năm 2017 Có nghĩa là đầu năm 2018 chúng ta trả trở về thì các bạn thấy được là trả trở về năm 2018 Đó chính là cái lúc cuối cùng các bạn thấy được là thuận trả trở về thì cái phần ở cái mức là từ 13.800 đến 4.000 là hầu như không có còn đến nào hết trong vòng 2 năm qua. Ngoài trừ là năm 2019 các bạn thấy được là chạm cái mức cao nhất là khoảng 13.800 đô. Nhưng mà cái mức là 14.102 đô thì chúng ta phải trả trở về rất lâu và rất lâu các bạn thấy được là chúng ta trả trở về cho đến năm 2018. Thì lần cuối cùng mà Bitcoin có cái mức giá này là khi nào thì các bạn sẽ thấy được là cái lần cuối cùng mà Bitcoin có cái mức giá này đó chính là giữa năm 2018 ngày 15 Tây và sau đó các bạn đã thấy là đi xuống liên tục trong vòng 3 năm qua. Và cái thời kỳ cuối cùng của cái đợt tăng trưởng đột biến của năm 2017 Cho nên các bạn thấy được là cái mức giá hiện bây giờ là một cái mức giá mà rất là quan trọng Thì bây giờ nhiều bạn thì nghĩ là có thể là Bitcoin sẽ ngưng ở đây Có thể là Bitcoin sẽ tích lũy ở cái mức này Đây là một cái điều mà chúng ta muốn thấy là Bitcoin tích lũy ở cái mức này Để chúng ta có được một cái sự tăng trưởng vững chắc hơn Tại vì trong thời gian qua mình thấy là Bitcoin tăng trưởng rất là nhanh và khi mà Bitcoin tăng trưởng nhanh như vậy thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta không có đủ những cái nơi gọi là những cái nơi hỗ trợ cho Bitcoin, cho nên chúng ta thực sự là muốn Bitcoin tiếp tục giữ vững ở cái mức là trên 13.000 đô này càng lâu càng tốt. Mỗi một ngàn Bitcoin 000 Bitcoin trên 13.000 đô thì mỗi một ngày Bitcoin có chỗ đứng vững chắc hơn ở cái mức là 13.000 đô này. Chúng ta muốn thấy Bitcoin đi hàng ngang. Đương nhiên Bitcoin có thể hoàn toàn đột phá 14.000 đô một lần nữa và đi thẳng lên 20.000 đô. Điều này đương nhiên là có thể xảy ra. Nhưng mà nhiều bạn thì lại nghĩ là cái cơ hội Bitcoin đi xuống thì hoàn toàn là có. Thì các bạn thấy được là nếu Bitcoin đi xuống như là chúng ta đã từng nói tới thì cái mức mà thường nghĩ là đi xuống mạnh đi nữa thì cái mức mà chúng ta có thể chào đón Bitcoin là cái mức là 12.000 đô. Đây là cái mức mà có thể nhiều người đang chờ sẵn để mà Uh, hỗ trợ giá cả của bitcoin chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi như thế nào nhưng mà với cái tình hình hiện bây giờ thì thị trường bitcoin có cái sự tăng trưởng rất là mạnh thì một trong những điều mà tôi nghĩ là các bạn cần phải nên bắt đầu suy nghĩ đến Đó chính là khi Bitcoin nếu như tiếp tục tăng trưởng và bắt đầu lên tới cái mức là 17.000 đô, 18.000 đô Thì tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều người đợi sẵn để mà chốt lời ở những cái mức đó Tại vì có thể là nhiều người nếu như mà còn giữ Bitcoin từ năm 2017 Thì có thể là có cái suy nghĩ là đợi Bitcoin trở về cái mức là 17.000 đô, 18.000 đô Thì có thể là bắt đầu là bán Bitcoin của mình là được rồi, không cần phải đợi tới 20.000 đô. Tại vì nhiều người sẽ nghĩ là có càng nhiều người hơn ở cái mức là 20.000 đô để mà chờ đợi sẵn để mà bán Bitcoin ở cái mức này cho nên nhiều người sẽ bán trước cái mức đó. Để khi mà Bitcoin chạm cái mức là 20.000 đô thì giá sẽ không có đi xuống mạnh cho nên nhiều người có thể đợi bán trước cái mức đó. Thường thì không có nghĩ là Bitcoin sẽ ngưng ở 20.000 đô. Các bạn cũng đã biết là trên channel này chúng ta đã từng nói tới là cái đợt bull run kế tiếp của Bitcoin có nghĩa là cái đợt đang xảy ra bây giờ thì cái mức kế tiếp sẽ cao hơn 20.000 đô rất là nhiều và chúng ta sẽ coi coi cái mức đó là cái mức nào và khi mà chúng ta tới cái mức gần 20.000 đô thì sẽ chia sẻ thêm những cái cảm nghĩ của Thuận liên quan đến là Thuận có bán hay là không hay là chiến lược kế tiếp như thế nào có tiếp tục chung mình giá hay là không đây sẽ là những cái điều mà Thuận sẽ chia sẻ với các bạn trong thời gian tới đây nhưng mà một trong những điều mà các bạn cần phải hiểu đó chính là Bitcoin hoàn toàn nếu như mà tăng trưởng mạnh thì có thể là chạm khúc 20.000 đô sẽ bị trả trở về rất là mạnh và sau đó phải tìm một cái nơi tích lũy và sau đó mới tiếp tục tăng trưởng và phá 20.000 đô ở cái thời điểm bây giờ thì các bạn thấy là Bitcoin vẫn tiếp tục đi theo cái mô hình Stock to Flow Model Cái mô hình này chuẩn đoán là Bitcoin sẽ tới cái mức là khoảng 100.000 đô vào tháng 9 năm 2021 Các bạn thấy được là bây giờ đã là tháng 11 rồi Từ đây tháng 9 chỉ còn có 10 tháng nữa thôi mà Stock to Flow Model cái mô hình này chuẩn đoán giá Bitcoin là sẽ lên tới cái mức là 100.000 đô và các bạn thấy được trong lịch sử của Bitcoin thì hầu như lúc nào Bitcoin cũng xoay quanh cái mô hình này từ khi mà rời cho tới bây giờ ngay cả các bạn thấy được là thời điểm hiện bây giờ đó chính là cái mức mà các bạn thấy là những cái hình màu đỏ các bạn nhìn thấy trên màn hình những cái dấu màu đỏ này chúng ta vẫn tiếp tục đi theo cái mô hình này cái mô hình này là cái đường mà màu xanh lá cây các bạn thấy đương nhiên giá cả có khi là đi ra khỏi đường màu xanh lá cây có khi là đi dưới đường màu xanh lá cây nhưng mà ý tôi muốn nói đây là cái thời gian dài hạn thì bitcoin vẫn tiếp tục là đi theo cái đường màu xanh lá cây các bạn nhìn thấy trên màn hình và nếu như vậy thì chúng ta thấy được cái mức là 100.000 đô trong vòng 1 năm cho nên các bạn thấy là nhiều bài viết nó bị cho lên tới 100 000 đô là phần lớn dựa theo cái mô hình stock to flow này. Và tôi cũng đã làm những cái video chi tiết hơn chia sẻ với các bạn liên quan đến tình hình của stock to flow model và stock to flow model là gì. Nhưng mà nào mà con thú thì có thể tìm hiểu một cái video đó chính là cái video 336 thường giải thích rõ ràng hơn về cái mô hình stock to flow này và tại sao mà nó lại quan trọng. Thì trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những bạn nào mà chưa có theo dõi thuận cáp video trên những cái mạng xã hội thì có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái link chính thức như là twitter facebook và telegram hay là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái sàn giao dịch thì các bạn có thể bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận cáp video như là đăng ký và điền đơn để được tham gia vào nhóm những hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trading miễn phí hay là giảm 20% phí giao dịch mãi mãi khi mà các bạn đăng ký thông qua link của Thuận Capital. Tất cả những cái thông tin sẽ nằm ở phía dưới cái video này. Chúng ta bây giờ hãy trở lại nhìn vào một cái tweet được chia sẻ bởi Lark Davis hay là nhiều bạn biết Lark Davis trước đây với cái tên là Crypto lock Thì Crypto lock đã nhìn vào cái biểu đồ của Bitcoin từ khi rời cho tới bây giờ, từ năm 2013 cho tới bây giờ và đã vẽ ra ba cái phần thì đối với Lord Davis thì cái hình này cho các bạn thấy được là mỗi một chu kỳ Bitcoin là dài khoảng chừng là 4 năm và một chu kỳ thì có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó chính là cái giai đoạn tăng trưởng hay chúng tôi gọi là bull market, có nghĩa là cái giai đoạn mà các bạn thấy là năm 2013 cái dùng mà màu xanh lá cây này, năm 2017 cái dùng mà màu xanh lá cây này và đương nhiên cái thời kỳ bây giờ chúng ta đang ở David Sting là cái dùng tăng trưởng kế tiếp cái đó giai đoạn thứ nhì đó chính là bear market hay là cái mùa mà mùa đông crypto lúc mà giá cả sau khi tăng mạnh rồi điều chỉnh trở xuống. Thì các bạn thấy được là điều này cũng đã xảy ra năm 2014, năm 2018 cho đến năm 2019. Và chúng ta đương nhiên là chưa có biết được là cái đợt tăng trưởng này sẽ kéo dài bao nhiêu lâu. Nhưng mà dựa theo lịch sử trước đây thì Lark Davis tin là chúng ta sẽ có cái sự tăng trưởng mãi cho đến là gần hết năm 2022. Thì chúng ta mới bắt đầu là bước qua một cái mùa bear market kế tiếp một cái sự đi xuống giá kế tiếp và sau đó chúng ta sẽ thấy là cái thời gian khoảng chừng là gần 2 năm là chúng ta nằm trong cái chu kỳ gọi là Kimberley có nghĩa là cái chu kỳ tích lũy và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu một cái mùa tăng trưởng kế tiếp cho nên các bạn thấy được là đây là cái điều đã xảy ra từ năm 2013 cho đến năm 2020 thì loại David tinh đây là cái sự tiến triển kế tiếp chúng ta vẫn tiếp tục sẽ thấy cái sự tăng trưởng của mặt giá cả từ đây cho đến cuối năm 2022 thì nhiều bạn có thể là nhìn vào cái tình hình tăng trưởng của Bitcoin trước đây thì nghĩ là trong cái thời kỳ bull market thì kiếm tiền rất là dễ nhưng mà thật ra không dễ như vậy thường sẽ có một cái video khác chia sẻ thêm về cái tâm lý của những người mà đầu tư của năm 2017 Tại vì những bài nào mà theo dõi channel này trong vòng 3 năm qua thì cũng đã trải qua cái thời kỳ đó Chúng ta đã cùng nhau trải qua một cái thời kỳ mà đầy dao động như vậy nhưng mà nhìn lại thì các bạn thấy được đây là có mùa tăng trưởng và không nên bán ở những cái mức như là 3.000 đô, 4.000 đô, 5.000 đô của năm 2017. Nhưng mà lúc mà các bạn đang ở cái thời điểm đó thì các bạn không thể nào biết được là có nên bán hay chưa. Không biết đây có phải là đỉnh hay chưa tại vì các bạn thấy được là 5.000 đô so với lại cái đỉnh của năm 2013 chỉ có 1.000 đô mà thôi. Thì nhiều người cho đã nên bán nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được Bitcoin đi thẳng lên tới 20.000 đô. Cho nên khi nào các bạn nên bán đó là một cái câu hỏi rất là quan trọng và các bạn thực sự không biết được là cái lần kế tiếp đỉnh sẽ cao bao nhiêu Tại vì các bạn thấy được là đầu năm 2017 lúc mà Bitcoin xoay quanh cái mức là 800 đô, 900 đô thì nhiều người chẩn đoán là Bitcoin sẽ tăng trưởng đến cái mức là 3.000 đô thì nhiều người đã nói là không thể nào tại vì lúc đó nhiều người cho là cái vốn hóa của Bitcoin đã cao hơn năm 2013 rất là nhiều cho nên trên căn bản không thể nào mà tăng tới 3.000 đô chứ đừng nói tới 5.000 đô nhưng mà các bạn thấy được là tất cả những dự đoán đó toàn bộ đều đã sai hết 3.000 đô Bitcoin phá, 5.000 đô Bitcoin phá, 10.000 đô Bitcoin phá luôn và đi thẳng tới cái mức là gần 20.000 đô của năm 2017 một cái sự tăng trưởng mà không ai tưởng tượng được thì bây giờ cũng như vậy các bạn thấy được là khi chúng ta nói tới Bitcoin từ cái mức này là khoảng 13.800 đô sẽ lên tới 100.000 đô thì sẽ có rất nhiều người nói với các bạn là không thể nào tại vì vốn hóa Bitcoin bây giờ đã cao hơn là vốn hóa Bitcoin năm 2017 và cao hơn rất nhiều so với vốn hóa Bitcoin năm 2013. Vì lý do đó cần nhiều tiền hơn để mà đẩy giá Bitcoin lên 10 lần. Cho nên lên tới 100.000 đô là một điều mà không thể nào. Tuy nhiên các bạn thấy được là Bitcoin có một cái gì đó chứng minh những điều đó hoàn toàn là sai hết tại vì Bitcoin lúc nào cũng có sự tăng trưởng đột biến làm cho nhiều người trở tay không có kịp và trên thực tế đúng là vốn hóa bây giờ nhiều hơn năm 2017 nhiều hơn năm 2013 rất là nhiều chúng ta nói tới là bắt đầu từ cái mùa tăng trưởng nhưng mà các bạn thấy được vốn hóa Bitcoin bây giờ xoay quanh cái mức chúng ta nhìn vào ở trên con thì vốn hóa Bitcoin chỉ có 254 tỷ mà thôi cái con số này thật sự rất là nhỏ so với lại những cái thị trường khác cho nên trên căn bản Bitcoin nhưng 10 lần số vốn hóa này cũng là một điều không có gì gọi là quá bất ngờ cho nên hoàn toàn là có thể và lúc mà bitcoin đạt được một đô la thì nhiều người nói là bitcoin một ngày nào đó sẽ đạt được 10 đô la thì ai cũng nói các bạn là mơ hồ suy nghĩ viễn vong nhưng mà lúc mà bitcoin đạt được 10 đô la thì nhiều người nói là bitcoin một ngày đó sẽ đạt được 100 đô la thì nhiều người cũng đó có sự tương tự và lúc mà bitcoin đạt được 100 đô la khi các bạn nói là bitcoin một ngày đó sẽ đạt được 1.000 đô la thì lúc đó nhiều người cũng sẽ nói các bạn là suy nghĩ viễn vong Bitcoin làm sao mà có thể có giá được 1.000 đô la Có thể là sánh ngang với vàng được Thì các bạn thấy được là điều đó cũng đã xảy ra Và khi Bitcoin 1.000 đô la Người ta nói Bitcoin sẽ một ngày nào đó đạt được 10.000 Thì không ai tin Các bạn thấy được là cứ như vậy Bây giờ Bitcoin là 10.000 đô, 13.000 đô Các bạn nói Bitcoin một ngày đó sẽ đạt được cái mức là 100.000 đô Thì cũng nhiều người không tin cho đến khi điều đó xảy ra Và khi điều đó xảy ra thì cái mức kế tiếp là 1 triệu đô la cho một đồng Bitcoin Thì nói tới đây để thường À, cho các bạn xem một cái biểu đồ mà chúng ta cũng thường hay bàn luận tới đó chính là cái biểu đồ tâm lý thị trường thì các bạn nhìn vào cái biểu đồ tâm lý thị trường hiện bây giờ thì các bạn nghĩ là chúng ta đang nằm ở trong cái thời kỳ nào thì trước đây cái t vài tháng thì các bạn thấy được là phần lớn mọi người đều nói là chúng ta đang nằm trong hai thời kỳ đó chính là thời kỳ hoài nghi và thời kỳ hy vọng thì thời kỳ hy vọng là thời kỳ sau thời kỳ hoài nghi sau khi mà cái giá đi xuống mạnh thì các bạn thấy được là sau khi những cái cảm xúc như là lo ngại, phủ nhận, quản loạn, đầu hàng và phẫn nộ ra thì chúng ta sẽ tới cái thời kỳ gọi là chán nản. Đây là cái thời kỳ cuối cùng trước khi mà chúng ta bắt đầu một mùa tăng trưởng kế tiếp. Thì khi mà chúng ta có một cái sự tăng trưởng như là các bạn thấy được là lúc Bitcoin bắt đầu là nhóm nhóm trở về 9.000 đô, 10.000 đô thì nhiều người sẽ có cái cảm giác là hoài nghi không biết là sẽ có cái cú đâm mạnh kế tiếp để Bitcoin trở về 6.000 đô hay là không Các bạn thấy được là thậm chí cái đây vài tháng Các bạn nhìn vào comment thì rất nhiều bạn nói là Bitcoin sẽ từ 10.000 đô đi trở xuống 5.000 đô, 6.000 đô Trước khi mọi thể đi lên được, các bạn thấy điều đó đã không có xảy ra Và các bạn thấy được là nhiều người thì cho là chúng ta đang nằm trong thời kỳ hy vọng Thì hoàn nghi vì hy vọng thì đây là một cái thời kỳ cũng ngắn chứ không có dài Nhưng mà cái thời kỳ kế tiếp đó chính là lạc quan thường thì nghĩ là chúng ta đang nằm ở cái giữa hy vọng và lạc quan thường nghĩ là cái sự hoài nghi đã từ 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 giảm xuống các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt giữa cái suy nghĩ về tình hình bitcoin bây giờ bằng cách là các bạn à, tìm thấy những cái bài viết trên mạng hiện bây giờ thì hầu như là rất ít bài viết nói về hoài nghi phần lớn đều nói về hy vọng và lạc quan những bài viết đều chỉ là bitcoin sẽ có sự tăng trưởng kế tiếp và thị trường sẽ sôi động như thế nào bản thân các bạn thì nghĩ là chúng ta đang ở thời kỳ nào hoài nghi hy vọng hay là lạc quan hay là những thời kỳ khác các bạn hãy comment ở dưới cái video này để được thấy được là hiện bây giờ các bạn mà đang xem thuật capital nghĩ như thế nào về tình hình của thị trường thì nói tới đây chúng ta hãy nói về một cái thông tin khác tôi nghĩ là sẽ có sức ảnh hưởng đối với giá cả của Bitcoin và đây là một trong những cái động lực đẩy Bitcoin lên tới những cái mức cao như ta nói tới là 100.000 đô đó chính là lạm phát các bạn thấy được là lạm phát thực sự mà nói là tên thì bây giờ là không thể tránh khỏi chúng ta nhìn vào đây là cái biểu đồ được thống kê hồi tháng 6 nha tháng 6 năm 2020 Tôi nghĩ là những con số bây giờ có thể là đã cao hơn rất là nhiều các bạn thấy được là đây là cái thống kê cho thấy được là những cái quốc gia thì những quốc gia này đã bơm bao nhiêu tiền vào trong thị trường, đã in bao nhiêu tiền để mà cứu vãn tình hình kinh tế trong tình hình dịch bệnh. Thì các bạn thấy được là một những cái nước mà bơm nhiều tiền nhất đó chính là nước Hoa Kỳ rồi nước Úc. Các bạn thấy được là những nước khác như là Canada, uh, Trung Quốc, Đức, Turkey, Ý, Pháp Nước Anh, toàn bộ những nước lớn đều bơm trên số tiền rất là nhiều và bạn thấy được là còn nhiều nhiều nước nữa. Nhưng mà những nước đó này nhỏ hơn. Chúng ta chỉ nói tới những nền kinh tế lớn của thế giới thì in tiền và bơm tiền rất nhiều và trong cái thị trường để mà chống lại cái tình hình dịch bệnh thì các bạn thấy được là tình hình dịch bệnh thì không có cái sự suy giảm. Các bạn thấy được là đã suy giảm à, khoảng chừng là cái quý 2 của năm nay. Nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ lại có nhiều thông tin là tình hình dịch bệnh sẽ bắt đầu tái diễn lần hai dẫn đến những cái quốc gia như là các bạn thấy là nước Anh thì thông báo. Ngày hôm qua là bắt đầu tuần này sẽ đưa ra những cái lệnh Là đóng lại những cái nơi như là quán ăn, quán bar à, Tuy nhiên những cái quán ăn thì các bạn có thể là cho mua chugo có nghĩa là cho mua lấy đi chứ không được ở lại để mà ăn và những cái nơi khác cũng phải đóng lại trong thời gian này để mà tránh cho tình hình lây nhiễm của dịch bệnh thì các bạn thấy được là đây là cái tình hình không chỉ riêng ở nước anh mà các bạn thấy là tình hình chung của nhiều quốc gia như là các bạn thấy những nước như là nước pháp, nước đức à, thì nhiều người lo ngại là hoa kỳ cũng sẽ đi theo cái gót chân của những nước châu âu lại sẽ đóng cửa lại và các bạn thấy được là tình hình bây giờ đã không có tốt nếu như mà những nước gia lại đóng cửa trở lại mà người dân thì lại không có công an việc làm và người dân thì không có ai cũng có thể làm ở nhà được nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là người tiêu dùng lại không có tiêu dùng nhiều như trước đây có nghĩa là họ không có mua sắm nhiều hoặc không có sử dụng dịch vụ dụ, sản phẩm nhiều thì nền kinh tế không có cái sự phát triển thì các bạn hãy đưa tin thì bây giờ chỉ còn có cách là đưa ra những cái gói hỗ trợ mà thôi thì đây cũng là một trong những điều mà chúng ta nói tới rất nhiều trên channel này đó chính là gói hỗ trợ của hoa kỳ nhưng mà gói cho hoa kỳ chỉ là một trong những cái gói hỗ trợ mà chúng ta nghe nói tới nhiều nhưng mà thật ra những quốc gia các bạn thấy được là quốc gia nào thì cũng đang xúc xắn tự đưa ra cái gói hỗ trợ ở trên nền kinh tế có nghĩa là nếu như mà muốn đóng cửa nền kinh tế của mình thì người dân bây giờ là không ai cũng làm ở nhà được và thu nhập người dân đã không có như xưa nhiều người dân bây giờ vẫn còn đang thất nghiệp cho nên cần phải có gói hỗ trợ và gói hỗ trợ đó cái tiền đến từ đâu đó chính là in tiền và đưa cho người dân thì tình hình lạm phát là không thể tránh khỏi và đối với nhiều quốc gia đây là cái sự lựa chọn đơn giản nhất và được cái sự ủng hộ của những người giàu tại vì sao các bạn thì được là người giàu thì họ có tài sản họ có bất động sản họ có uh, cổ phiếu họ có bitcoin họ có vàng cho nên họ không có sợ lạm phát tại vì các bạn thấy được là khi lạm phát xảy ra thì những tài sản sẽ tăng giá nhưng mà ngược lại người nghèo thì lại không có nhiều tài sản cho nên lạm phát sẽ dẫn đến cái sự ảnh hưởng trầm trọng đối với đời sống của họ tại vì họ chỉ có tiền mặt mà thôi và lạm phát có nghĩa là tiền mặt sẽ bị giảm giá và bây giờ thì các bạn thấy là ở hoa kỳ cùng với ba con Hoa Kỳ vẫn đưa ra cái thông tin là chúng ta vẫn chưa thấy có lạm phát. Thì thường không biết là những cái thống kê này họ lấy từ những cái dữ liệu nào. Những bài nào mà sống ở Hoa Kỳ, đương nhiên thường không có sống ở những nước khác cho nên không biết tình hình của những nước khác. Nhưng mà ở Hoa Kỳ các bạn bây giờ đi chợ đi thì các bạn thấy được là cái tiền các bạn đi chợ bây giờ so với lại những gì các bạn mua được trước đây thì sự khác biệt là rất là lớn, có nghĩa là lạm phát đã xảy ra. Nhưng mà bây giờ chính phủ vẫn đang phủ nhận là đang có lạm phát. Cái bạn nào mà đi chợ thì cũng đã biết là giật giá đang leo thang rất là nhiều. Cho nên việc mà giá Bitcoin tăng trưởng thường nghĩ là không thể là tránh được. Tuy nhiên, tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Còn như bạn sẽ hỏi thuận là bây giờ thì Allcoin như thế nào? Các bạn thấy được là Allcoin khi mà các bạn thấy là Bitcoin tăng trưởng Thì dạo này Allcoin không được tốt lắm Và các bạn thấy là chúng ta nhìn vào tình hình chung Thì cách đây vài tháng, Allcoin tăng trưởng mạnh, Bitcoin đi hàng ngang Bây giờ thì ngược lại, Bitcoin tăng trưởng nhưng mà Allcoin không có theo kịp Và các bạn thấy được là có rất nhiều All Coin đã rớt à, Con số cũng rất cao, các bạn nhìn vào trong vòng 7 ngày qua Thì Yield.Finance xuống 31% Band Protocol xuống 28% à, về xuống 26% Synthetic xuống 26% Rất nhiều những cái đồng liên quan tới DeFi đã đi xuống giá Thì nhiều bạn hỏi Thuận là bây giờ có nên bán, có nên mua hay là sao Thì một trong những điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn Đó chính là khi mà các bạn đang nắm giữ một cái altcoin nào đó Mà các bạn không biết là bây giờ có nên cắt lỗ hay là không hay là chốt lời hay là không tại vì giá cả đang đi xuống thì một câu hỏi mà các bạn có thể tự hỏi bản thân mình là bây giờ nếu như các bạn có thêm tiền các bạn có mua vào thêm hay là không và nếu như câu trả lời các bạn là không bây giờ có thêm tiền cũng không mua đồng dương đọc finance thì vào thì có nghĩa là các bạn đã mất lòng tin với cái dự án đó đây là một trong những cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn còn về việc là có nên mua hay là không thì các bạn thấy được là trong lúc mà giá cả tăng mạnh thì ai cũng muốn nói về ban protocol a à, về dương có thể nói là có lúc mà đồng WiFi có sự tăng trưởng thì một ngày thường có thể nhận được là 10 20 comment nói là anh Thường ơi, nói về đồng dân the finance đi, tại sao mà tăng mạnh như vậy? Mọi người đều muốn biết những đồng này là như thế nào. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là những đồng này chúng ta nhìn vào có sự phát triển thì vẫn phát triển các bạn thấy được là cộng đồng vẫn tiếp tục tăng trưởng các bạn thấy được là những đồng này vẫn tiếp tục có nhiều những cái cập nhật có nhiều những cái sự tiến triển và thị trường DeFi thì chỉ là mới bắt đầu mà thôi Các bạn thấy được là Thuận không nghĩ là chấm dứt từ đây Mà thị trường DeFi chỉ là mới bắt đầu Thì đây là cái thời gian tốt để các bạn có thể là tìm hiểu những cái dự án altcoin mà các bạn muốn tìm hiểu và mua từ bấy lâu nay Nhưng mà trước đây giá quá cao, bây giờ các bạn thấy được là giá đang on sale Thì đây mới là cái lúc mà các bạn cần tìm hiểu về những cái đồng này cũng như là các bạn thấy được là bây giờ ai cũng mua Bitcoin trong khi mà tôi đã chia sẻ với các bạn là Bitcoin mới là cái sự tiến triển đứng đầu của thị trường này và chỉ khi nào mà Bitcoin trở về 20.000 đô thì lúc đó chúng ta mới thấy Allcoin có cái sự tăng trưởng kế tiếp chứ nếu như không thì cái sự tăng trưởng Allcoin trong thời gian qua chỉ là ngắn hạn mà thôi chúng ta vẫn chưa thực sự là tiến tới cái mùa Allcoin và Bitcoin mới là một trong những trọng điểm mà các bạn cần phải quan tâm đến bà thường vẫn nghĩ như vậy cho đến khi nào mà bitcoin trở về 20.000 đô bà thân thuận thì thường đã chia sẻ cái tay không lâu những đồng mà thường đang lưu trữ à, để thường xem coi đó là cái video nào ở uh, trên channel đó là video 748 thì Thuận vẫn lưu trữ những cái đồng altcoin cho tới bây giờ các bạn cũng đã biết là Thuận trung bình giá còn về mặt DeFi thì chỉ có một đồng duy nhất Thuận lưu trữ bây giờ đó chính là đồng Uniswap, đồng UNI thì các bạn cũng đã biết là Thuận thì đầu tư lâu dài cho nên Thuận không có quan tâm nhiều về cái tình hình mà giá cả dao động ở trong thời gian ngắn này tại vì Thuận nghĩ là Uniswap thực sự là có tiềm năng đương nhiên đây chỉ là cái cá nhân của thuận và bây giờ giá đã xuống 21% trong vòng 7 ngày qua ở cái mức là 2 đồng 29 sen thì hiện bây giờ thuận không có chung mình giá Uniswap nhưng mà thuận vẫn tiếp tục đào các bạn cũng đã biết là à, thuận đang sử dụng Uniswap cung cấp tính thanh khoản để mà lấy đồng Uniswap thì nhiều bạn hỏi thuận là thuận có tiếp tục cung cấp thêm tính thanh khoản hay là không thì cho tới bây giờ câu trả lời là vẫn chưa cái số tiền mà thuận bỏ vào Uniswap thì vẫn còn ở đó thuận chưa có rút ra và cũng thường chưa có claim những cái đồng UNI và hiện bây giờ thường vẫn chưa có quyết định là cung cấp thêm tính thanh khoản thường vẫn giữ cái số tiền đó đây là cái số tiền mà thường nói với các bạn trong cái video 721 chúng ta cùng nhau trải nghiệm cung cấp tính thanh khoản trên Uniswap là như thế nào và đây là những cái thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn sáng ngày chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày 1 từ tháng 11 thì thường hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và chúng ta sẽ bắt đầu một tuần mới đầy sôi động tại vì đây chính là cái tuần bầu cử tổng thống và thường sẽ gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn